Tú Vân Mobile xin trên tay một cây iPhone XR phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình thì máy đẹp like new mọi người nhé, máy đẹp rất là xuất sắc. Về chất lượng thì máy là máy zin áp chưa bung mở, chưa thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì cả, còn áp suất chống nước, zin nguyên bản nhà sản xuất. Và đặc biệt về viên pin theo máy thì nó rất là cao mọi người nhé, máy đẹp rất là xuất sắc. Pin theo máy thì 99% mọi người nhé, một mức gần tương đương với máy mới. Đấy, pin theo máy còn 99% mọi người nhé, máy mã Mỹ. Bây giờ thì em sẽ thử một số tính năng cho mọi người xem. Đấy, thứ nhất là về màn hình rất là sáng đẹp mọi người nhé, chu tông đầy đủ. Chất lượng của máy zin áp thì không có nhiều điều để bàn. Đấy, máy chưa mở. Đây, camera mọi người nhìn. Đấy, trong vắt mọi người nhé. Đấy, trong vắt không có một tí bụi nào. Đấy, máy zin áp nó phải như thế này vậy. Những cái máy zin áp như thế này thì cam nó rất là đẹp. Mọi người mua máy của bên em rồi thì đã biết, hầu như máy nào cũng như máy nào, chất lượng nó đều đạt tiêu chuẩn của máy xuất xưởng mọi người nhé. Đấy, nó rất là đẹp, rất là đẹp. Bây giờ thì em sẽ thử Face ID. Face ID nhạy mọi người nhé, em thử mở khóa này, khóa mở luôn nhé, rất là nhạy. Face ID rất là nhạy luôn. Chiếc máy này thì em để cho mọi người mức giá là 6.900.000 mọi người nhé. Mức giá này thì đã bao gồm miễn phí vận chuyển toàn quốc, tặng phụ kiện chất lượng, cáp sạc 20W, hàng chất lượng, bảo hành 12 tháng và bao dùng thử trong 24 giờ. Không ưng mọi người có thể trả lại máy và nhận lại tiền mọi người nhé. Coi như là cho mọi người dùng thử trong một ngày. Cảm ơn mọi người đã xem video.